Tối ngày 19 tháng 5, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa ký tờ trình gửi chính phủ xem xét phê duyệt việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19. Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, khi dịch kéo dài thì nhu cầu vaccine hàng năm tăng cao, kinh phí sẽ mua vaccine lớn. Nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước thì sẽ khó đáp ứng được mục tiêu phòng dịch cho toàn dân. Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân. Quỹ vaccine phòng COVID-19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả quỹ sẽ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước. Quỹ được vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ, tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo quy định.